tối nay em cổ vũ cho đội nào? Em cổ vũ cho Pháp. Tối nay em sẽ cổ vũ cho đội Croatia. Tối nay em sẽ nghiêng về đội Pháp ạ. Anh ơi, em thích Brazil nhưng mà rất tiếc là Brazil bị loại rồi. Nhưng mà hôm sau hôm nay em sẽ cổ vũ cho Croatia. Em cổ vũ đội tuyển Croatia. Em cổ vũ cho Croatia sẽ chiến thắng. Em cổ vũ cho Croatia. Em dự đoán tỷ số sẽ là bao nhiêu? Tỷ số sẽ là 3-0. Đương nhiên là 2-1 về Pháp. Em đoán 1 điều và sẽ có đá pen và ghi bàn của Croatia. 2-1. Tỷ số là sẽ đá pen và tỷ số sẽ là 4-3. Tỷ số của em sẽ là 2-1. Và em thử đoán thêm là có bao nhiêu người có chung cái kết quả dự đoán giống em? Hiện tại thì trong nhà thí sinh là có 18 người chung với kết quả của em. Chắc là cũng phải tầm 25/38. Chắc là khoảng 30/38 bạn sinh ra khoảng 3.000 người ạ. Tỷ số người dự đoán là em dự đoán là có 2.000 người dự đoán giống em. Đã có khoảng 10.000 người dự đoán giống em ạ.